Lò nướng TKHSB610 và những điều bạn cần biết. TKHSB610 là lò nướng có thiết kế lắp đặt âm tủ, kiểu dáng thiết kế cứng cáp, hiện đại và sang trọng. TKHSB610 sử dụng công nghệ nướng đối lưu, trang bị 7 phương pháp gia nhiệt nướng với điều khiển dạng nút vặn cơ tối giản, giúp người dùng thao tác chế biến nhanh chóng các loại thực phẩm. Trong video này, hãy cùng kinhhome.vn tìm hiểu chi tiết về chiếc lò nướng âm tủ TKHSB610 này nhé. Về thông số sản phẩm và tính năng, lò nướng TKHSB610 có dung tích thực là 70 lít, công suất tối đa là 2615W, sử dụng điện áp 220-240V với tần số từ 50-60Hz. Nhãn năng lượng đạt mức A. TKHSB610 tích hợp 7 điều khiển dạng nút vặn cơ, mang đến sự đơn giản và nhanh chóng. 3 nút vặn với từng chức năng riêng biệt cho lựa chọn 7 phương pháp gia nhiệt. Cài đặt thời gian nấu lên đến tối đa là 120 phút và mức gia nhiệt từ 50 đến tối đa là 250 độ C. 7 chương trình gia nhiệt gồm gia nhiệt trên dưới, chỉ gia nhiệt từ bên trên, gia nhiệt từ bên dưới, chức năng nướng đối lưu, chế độ nướng tiết kiệm điện, chế độ rã đông và chức năng làm nóng lò nhanh. Đặc biệt, TKHSB610 được trang bị tính năng vệ sinh lò bằng phương pháp tủy phân, giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Lò nướng TKHSB610 được trang bị cửa kính hai lớp cách nhiệt, có thể tháo rời, tự ngắt điện an toàn khi mở cửa lò. Khoang lò được tráng men toàn bộ, kết hợp với tính năng vệ sinh lò bằng phương pháp tủy phân sẽ giúp mang đến hiệu quả vệ sinh vượt trội và nhanh chóng cho người dùng. Phụ kiện đi kèm lò gồm một vị nướng tráng men, một vị lưới inox và một bộ rây trượt tiện lợi. Kích thước sản phẩm: chiều cao 595mm, chiều rộng 595mm và chiều sâu là 559mm. Kích thước lắp đặt âm tủ: chiều cao tối thiểu là 590mm, chiều rộng từ 560 đến 568mm và chiều sâu tối thiểu là 580mm. Vừa rồi là các thông tin tổng quan về sản phẩm lò nướng âm tủ TKHSB610 được phân phối chính hãng tại kinhhome.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về chiếc lò nướng TKHSB610. Hãy nhấn nút like và đăng ký theo dõi kinhhome.vn để xem thêm những video tiếp theo nhé.